Thân chào Nam, hôm nay trở lại với kênh Chim Cảnh Thế Video, tiếp tục chương trình em lên trên sóng cho Nam con cu thái vân rồng bạch hầu cườm trắng, cái gù liên tục cho Nam đẹp cực kỳ. Số phận điện thoại của em là 0976 568 34 Hiếu Cu Chi, Hồ Chí Minh, ship toàn quốc cho Nam luôn. Bớt là công kết đúng chim đúng clip cho anh em luôn. Cảm ơn em thời gian qua ủng hộ rất nhiều từ khắp mọi miền tổ quốc. Bên em ship chỗ nào có xe là ship được cho anh em. Vừa rồi mới ship qua xe ngoài Lào Cai, anh em đón nhận chim cũng khỏe mạnh hoàn toàn, cái nguồn tốt. Với dòng này thì anh em về đôi chỉ cần quay nhà quay cửa thời gian là gái tốt cho anh em, đừng lễ. Còn ở đây thì chơi ra maximum rồi, đánh gùm liên tục, không ngừng nghỉ. Đó, clip mình quay cho anh em để có cách nhìn tổng quát. Mấy con này là rất là giãn khung rồi nha. Mình nuôi ở ngoài đường lộ thôi, nhà mặt tiền nên xe container, xe tải chạy là không sao hết cho anh em. Cái dòng vân rồng này là từ màu trắng bông đen trên lưng, đuôi nó màu trắng nha nè, hình trái tim, sáng tim rất đẹp. Mình đến lúc nào sẽ quay clip tất cả các cặp chim có trong nhà cho em xem, cho em có cách nhìn tổng quan và ủng hộ mình ha. Rồi, thân chào anh em để đến với clip tiếp theo.